Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thẻ gì đây. Tiếp tục với series đó chính là huyền thoại tạc hải tạc đại chiến nha anh em ơi. Link tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi, let's go. Hình như có cái khiêu chiến vực thẳm gì đó. Rồi thì chúng ta sẽ vào chiêu mộ tiếp đây anh em ạ, cho đủ 6 thùng bia. Mà có code mới nha anh em có thể vào trang kame.vn để lấy cái gift code nha anh em ơi. Khiến vực thẳm, sự nhờ thông tin vực thẳm hiện tại phát sinh nên vấn đề này từ đời hoàn thành. Cái khiêu chiến vực thẳm ở đâu nhỉ? Sao tôi không thấy cái khiêu chiến vực thẳm ta? Hay là cái đi cái lại tôi mới có nhỉ? Mình không hề thấy cái khiêu chiến vực thẳm của mình ở trong này luôn. Thật sự là như vậy anh em ạ. Các phiên tài tặc có cốt tuần này, cop này, copy này, vào đây này, vào trong sự kiện này. Ok, mình sẽ cố gắng lấy đủ 4 con đấy nha anh em. Sự kiện tháng, khiêu chiến vực thẳm bây giờ không biết ở đâu luôn, thật sự. Rồi anh em ơi, mua 2 lần thôi là xong. Tôi chỉ cần thế thôi. Sự kiện tháng ưu đãi chứ quên. Lâu không vào cái là ngáo cần luôn anh em ơi. Cốt mới. Rồi ok anh em. Tôi có tí quà. Thêm 10 thùng bia. Thì tôi cần 140 thùng bia thì phải anh em nhỉ. Đã đủ đâu, có 38 thì làm sao mà đủ. Chưa đủ anh em. Nhưng mà chắc hôm nay sẽ đủ thôi. Hôm nay tôi dồn hết tâm trí thuốc hồn. Tôi có thể mua hồn được này, rất là nhiều bia luôn anh em. Hiện tại tôi đang cần bao nhiêu nhỉ? Chiêu mộ đại hải tặc, chiêu mộ đặc biệt thì tôi cần khoảng 140 nữa, mua được anh em nhá. Cửa hàng hồn, cửa hàng thuốc, cửa hàng hồn đây. Anh em muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu luôn. 100 thùng được, tôi đang thiếu khoảng 100 thùng. 100 thùng hết sạch rồi anh em nhé, 100 thùng cái mua hết luôn. tôi kiếm thêm một ít nữa từ cái chiêu mộ ở đây đã xong mà. Ok, cho đủ rồi thôi. Tôi cần 140 thùng nữa anh em nhé, là đủ. Đừng uống thêm, có thì để cho sự kiện lần sau. Kaisa hit. Nó cứ mở nhiều này ra, tôi còn cả vòng quay nữa cơ mà. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Tôi còn muốn lấy thêm một quyển giấy L2 nữa. Để làm gì anh em? Để nâng cấp cho Luffy Nika lên 15 sao anh em. Chúng ta tiếp tục tích cóp trong tầm khoảng 3 tuần nữa nha anh em. Tích cóp khoảng 3 tuần nữa là cho sẽ lại đủ bia, đủ cốc bia các kiểu. Chúng ta mở 10, hết rồi anh em, chúng ta hết chỗ huyết tế rồi. Tôi sẽ lấy tạm một ít bia ở đây. Chắc là đủ 140 thùng rồi anh em ạ. Thừa rồi anh em, tôi sẽ mở cái Destiny nhá, chính xác nhá. Có khi không được ấy, tại vì nó đang đầy quá. Usopp Super Apu Zinbi nào, tôi xin một Zinbi thôi. Không cần nhiều, xin đúng một Zinbi thôi. Diamante nhiều nhờ. Yasop cho chiêu mộ tất cả cái số bia kia còn lại là sẽ được 140 thùng khơi, là không được cái gì luôn. Mẹ không được thêm một con đấy, được cái thằng Mihawk Easy. Ủi quá anh em ạ, được cả Queen. Thật là fuck you bitch. Không có cái gì luôn anh em. Buồn thật. Cho ra, xin ra một đấy nào. Không ra luôn. Không ra VV luôn. 600 thùng bia của tôi anh em ạ. Không ra được một VV nào luôn ạ. Ôi, buồn. Thật là buồn. Buồn thật sự anh em ạ. Cho có vượt ngục. Và trong tuần này sẽ là Su tầng 2 có dương huyền thoại, đá năng lượng. Tầng 1 thì nhận hết rồi, cốc bia dương kim cương rồi. Tầng 2 thì tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái gì? Có thêm thùng bia anh em ơi, lấy hết đi ạ. Có được là tốt anh em nhỉ, không cần phải kén cá chọn canh. Ok, tôi sẽ nâng cấp tướng của chúng ta lên thôi. Khó, thật sự là khó. VV Festival ở đây
Tôi chưa chưa mở VV nào luôn. Tôi mở 3 VV rồi. Bây giờ mở ra thêm một VV nữa thì cũng không được anh em ạ. Thế nhỉ? Cuộc đời này thiếu một VV nữa, không biết đào ra. VV có khi là tướng giới hạn nên buồn ghê. Nếu được thêm một VV là tôi có thể là được thêm tặng thêm một VV ở trong kia nữa đấy. Quá buồn luôn. Buồn. Không có chỗ để mà huyết tế, à để mà triệu hồi ra. Chỉ biết làm nào. VV thấy bảo là một con tướng support rất là ngon anh em ạ. Nhưng mà ít sao này thì đánh đấm kiểu gì. Chắc là thay cho Nami Wano đấy anh em. Nami Wano bây giờ chắc là không dùng nữa rồi. Tối đa rồi anh em. Hẳn một set sói xanh luôn. Cần hốt đi anh em ạ. Và cần hốt đi. Được tặng thêm một set sói xanh nữa. Chắc phải lên phẩm tối đa cho con này. Đơn giản mà, có gì đâu. Một tướng tướng 6 sao à? 6 sao hay 10 sao đây? 6 sao rồi. Tôi cần phải mua tướng 6 sao của cái hệ này anh em nhé. Hoặc là tôi có thể mở trong cái hòm ra, trong cho cái hòm chắc là mình sẽ có nhiều đấy. Tướng 6 sao ở đâu nhỉ? Tớ bây giờ là đâu rồi? Ui, 500 gem. Ngon đấy chứ. Dạ. Ok, có tướng 6 sao rồi anh em. Thoải mái luôn. Minh Mẫn này. VV Festival. Nhiều vô số kể luôn. Con là hot đi cái thứ đó, cho lên thoải mái. Tôi cần một VV. Hai con thường và một con này, thêm một con VV nữa. Vì lên 10 sao tôi cần 2 VV, tôi chẳng biết đào đâu ra VV bây giờ, thật sự. Mắc lên luôn chứ để là một cái level làm gì đâu. Rồi anh em nhá, thùng bia đã xong, bây giờ tôi chuyển sang cốc bia. Làm tất cả những cái gì có thể để lấy cái này này. Điểm danh này. Tôi đang đi đá bóng đêm không anh em? Tôi đang có 38. Tôi cần được khoảng 12 điểm nữa. Chủ mộ là mệt đấy anh em. 1200 luôn. Nhìn sợ vãi. Tôi không có vé rảnh tay nhờ. Tôi có vé rảnh tay thì ngon không? Như quần què luôn. Tôi cần thêm vé rảnh tay anh em ạ. Đang tìm kiếm thêm vé rảnh tay ở đây. Sớm chiều đây cơ. 60k. Có gì hot toàn đấy thôi. Quay rất là nhiều, phải quay cực kỳ nhiều luôn. Đủ 50 cái là tôi sẽ chuyển sang cái khác rồi. Quay hết 1200 này thì đúng là gãy tay nhỉ. Thật sự nếu quay hết 1200 cái xu đấy chắc là tôi gãy có mẹ tay luôn. Thôi tạm thời dừng ấy nhá. Có cốt mới, có thêm được bánh xe, bánh răng, thêm quả trái cây ác quỷ. Okay, anh em có thể mua cái gì thì mua, thích mua đồ gì mua anh em nhé, tôi không cấm. Bản
leo cái đậu này rất khó, phải nói vậy cho hai con Vivi, công chúa Vivi đâu, công chúa Vivi Sanji hắc ẩn. Đánh vui vui thôi. Đấy, để mình có thể xem được cái hình cảnh công chúa Vivi ở đây. À, công chúa Vivi theo cái trang phục của Wano anh em ạ. Trông rất là đẹp, rất là dễ thương à. Dễ thương thật sự luôn. Cho sẽ nhận thêm cái này free nhá. Rồi ok, và chúng ta skill nhé. Xin chào anh em.